Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nha. Hôm nay mấy anh em chạy ra bãi biển Rạch Giá để giăng lưới cá đối nha các bạn. Ở đây thấy người ta cũng đang mò cá kèo nữa các bạn. Nước cạn cũng không? Ừ. Nước cũng vừa rồi. Mấy anh em đem tay lưới cá đối theo. Bây giờ mình bao vòng nha các bạn. Thấy ở đây có cá con chạy nhiều quá mà không biết có cá lớn không. Đây cặp sát bờ kè mé biển thôi các bạn. Chạy luôn nha anh em. Bây giờ mình thả lưới bao nha các bạn. Vòng ở đây, vòng đi. Vòng đi, vòng đi. Đói chà quá lửa luôn. Nãy giờ con một à. Cái đói đủ ăn rồi. Cá con không các bạn ơi. Bây giờ phân hết rồi, con cá đói một á. Cá đói con không à. Thấy nó chạy nheo tưởng đâu vô quầy vậy chứ. Đưa vô có mấy con cá đói bự à. Cá con không. Cái này mình thả mình để lâu lâu nữa thôi. Mới thả thêm mẹ nữa. Không có cá dính được con tôm tích chà bá luôn các bạn. Tôm tích trắng luôn à. Ba bún dữ lắm nha, bóp lại anh em chạy xuống tuốt dưới này luôn hả bạn. Chẳng không có cá xuống đây thấy cũng không có, thả thử mẹ nãy giờ không thấy cá đói, dính vàng cu ly với tôm tích thôi. Bẻ càng đi. Cái càng nó nguy hiểm, đục đụng nó búng nữa. À, thả mẻ lưới. Không có nhảy xuống đụng hàng cá ngát các bạn. Đụng hàng cá ngát mấy anh em đang dí nè. Mới mò được có hai hàng à. Kiếm con lên nấu bên chua ngay. Kiếm cá đói không có rồi. Chết rồi, còn đi vô hang, đi ra hang rồi. Đi xuống này nè. Kỹ kỹ rồi, vơi vơi ra, đừng có bước quá, dấu dò nhiều quá. Một con nè. Còn đi nữa hang. Chú lại hả? Chạy chứ, chạy ngược với lại dò à. Đâu, tới kéo vợ phụ là bỏ cá luôn. Cái chừng vô hang đó không trùng. Không, cái hang bên vợt chạy ngược lên nè. Bỏ vô cái vợt đó đi, bỏ vô cái vợt kia đi. Cái này vợt có tốt sao kìa. Ừ, bỏ cái vợt được, hồi bẻ nó ra nó. Cái vợt có bị gì không nha. Con nó nấu bên chua được rồi đó. Chạy cái tốt xa luôn đó nè con này. Ok không? Ok. Ok, hơi dở lên là eco luôn á.
gì? Cá bóng gì vậy? Nè 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 nè. Này còn không sao luôn. Dưới thương binh này xịn không đáng. Con ngủ rồi. Con rồi. Hết mồng mấy hai. Hai bạn kilo chạy. Cá siêu siêu. Cái gà lấy lúc này lại đây. Hang đèo chứ. Hang anh bung gì nè. Chà bá. Còn một. Hai đứa con một các bạn ơi. Tính đồng cặp đàn con. Đây, đây đụng hang nữa các bạn ơi. Chỗ hang đó. Lên cá không? Chưa. Đã lừa đó. Cái gì đó. Cái này hang nè, bỏ đây. Đụng luôn cái gì đó. Đúng không? Đụng cá rồi mà. Đụng cá. Tạt qua hang bên ngách rồi. Hang dưới hang cùng. Cái vùng bên đạp nó không lên, nó chạy qua cái hang cùng. Có chiếc vỏ thả chạy ngang ở lưới cá đói mà không có. Hai con luôn vậy? Có không? Như còn có nè. Còn nữa hả? Thôi, vô bỏ con đó vô đi. Im nha. Vô. Rồi, dư ăn rồi. Xuyên này, xuyên này. Con. Tới luôn. Còn cá cái đó, cá cái đó. Cá cái nè. Đó, có cá rồi. Cái hang có khúc gì vậy, hai con? Ở hang nó chạy bánh hệ vậy. Trời. Hàng cá này thì cũng xứng xứng nhau à. À vậy anh này nó không lên trời. Nó không gì mà nó không gì đó gì vô hang cùng. Hai con trở rồi. Trở. Đó, cơm. Rồi, ba con. Bà con này là tới rồi. Có kịp thôi. Nó chiếc gà mới chạy nó cũng ở trên mình đó. Chạy lên đây nó chạy xuống. Chạy lên tới thứ tư rồi. Có 2 kg cá. Nó xuống thứ 6, thứ 7 dưới á. Xuống qua rồi dưới mới có cá. Cái đó bây giờ trên này không có. Ở đây tất bạc dữ trời, nãy giờ đụng cái bạc nhóc chân luôn. Cái này nè. Bắt bây giờ mấy con luôn à, ở xa mà bỏ vô đây đọt. Đó đặt lú dính hết. Ba con là ná nha. Này. Nhỏ mà. Để đó, sớm nữa nè. Còn tép đó, có tép đó dàn cầu cũng ngon. Anh này chỉ có 400 gram vậy. Đó. Ba con không có nào được nửa ký hết á. À, có con này hên xui rồi. Không nóng luôn, không có nào nửa ký. Không được nào nửa ký á. Cá ngát không à? Đang này cá ngát không? 400 gram.
muốn trong lên trở lại. Cái cá mà tiếp tục đường này. Thục khang mau hơn giăng lưới rồi các bạn ơi. Giăng lưới hồi nãy giờ bẻ thả hai mẻ lưới mấy con cá không sao, các con không không có bầy. Mình thả mình ngâm lâu quá thì ba con cu ly rồi nó dữ lắm. Giờ hên nó đã thục cái hang cái giờ ai qua cái đụng hang liền cho nó đập rồi đúng rồi các bạn. Kích chui ra mà chưa được. Ừ. Mấy anh chặn đạp cái giờ lại nè. Đụng vô cái chân. Mới vừa đụng vô. Cái giờ hay gì vậy? Giờ. Rồi đâu rồi? Nó chạy đâu rồi ta? Đây nè, nó hang nè. Lúc giờ nó nhào theo giờ lên. Nãy giờ không? Ừ. Ta nghe được lúc giờ nè. Đâu có gì vậy? Gặp rồi ta. Gặp rồi xuống dưới đâu. Anh chờ không? Đúng. Rồi. Dừng đi. Bự lắm. Lên chạy. Hả? Lên sao? Rồi. Chở đây luôn rồi. Thằng chi nãy mới thấy cái gì giận ở đó, cái mạnh lắm. Chở đây luôn. Cái nhà bá vậy. Trời trời, chứ mà nãy giờ nó không chạy trời, nhưng mà tới giờ mới chạy trời. Mang cà bá đây luôn nè, vừa đổi luôn. Bắt thọc cá cái xịt nước đi hướng lên nó được rồi. Cái lớn làm ngắt nhiều. Hai ba ngắt luôn. Đi tùm lum tới la hết trơn. Đặt ở bên đây tính là vô hang cùng chứ. Cái hang nó tính đâu à, phập cái hang đó thêm cái nữa kiếm vài con nữa rồi. Ai ngờ thì bị chỗ luôn. Ngắt nhiều quá. Bên em lên đây rồi có cơm ăn đâu rồi. Giờ mặn mà mấy con cá ngát nè. Được 3 con à. Qua tâm thớt kìa nè. Ba con mấy anh em làm 2 con đi á. Làm 2 con nữa. 2 con nấu canh chua. Nè. Mấy anh em lên cái chòi này nấu cơm ăn đỡ nhau rồi. Xuống tới dưới này cũng không có cá luôn rồi. Không có cá đói vậy. Tháng ngoài nè, thấy cá đói ha. Đói yếu quá. Dân mà mình ngâm lâu lâu thì kiếm chuyện ký chứ ngoài được. Nhưng mà cái ngâm lâu quá, cu ly nó ấy lắm. Cu ly nó đeo bám vô lưới, rất thách. Vòng vòng mà không có bầy. Rồi hên xuống đây sao phục từ mấy hang. Đây mới làm hang cá xong nha các bạn. Bầm tỏi nè. Để chuẩn bị nấu canh chua. Để đợi nồi cơm chín cái. Rồi đây, nồi cơm chín rồi. Anh em chuẩn bị nấu canh chua. Nó canh chua với nó ăn mặn gì? Ăn chua húp luôn chứ ăn mặn gì. Sáng cô đang dọn đồ sao quên quên chén rồi. Quên cái mà độc nhất vô nhị. Đũa đem chén nha. Đũa là đem theo mà chén không đem theo. Phải có chén đũa mình làm được. Có đũa mà không có chén mới rối này chứ. Lại đập. Cái cùng chuyện nha. Lâu lâu cô đang chơi cái quá độc. Cũng giờ đi đám cưới ăn no. Bởi vì về đâu có cần ăn, đâu có đang chán theo đâu. Giờ không biết lấy cái gì ăn nè chứ. Để mình ăn đồ khô rồi mình dắt cơm mình ăn được. Còn ăn canh nó rối nè chứ. Rồi xong. Cơm đây các bạn. Canh chua.
đó, muối ớt thì phải để trong chảo luôn chứ cũng không có chén mà để. Chén không có đựng cơm ăn nó đâu mà đi Hồng chế với cái chén độc độc không nè. Với thịt chài. Rồi nắp muối hả? Nắp muối thôi. Đến giờ viên mấy cục này cầm mà ăn cũng được nha. Có đũa dễ dễ ăn đỡ ha. Đũa dễ ăn đỡ. Chứ giờ bóc làm sao mà bóc cái nồi canh được. Mày bóc nhớ lấy chén khỏi đổ cũng được nha đây. Thì lấy cây rồi. Chẻ chẻ ra được. Chẻ chẻ có cây gấp gấp rồi cũng được chứ. Không có chén thôi ở đây. Chạy 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 chứ không có ai chạy không biết sao đâu. Đây. Chén này chén giữ luôn nè. Chén giữ ra. Không giữ mắt á. Thành quả sáng giờ mấy anh em xuống đây. Dàn lưới không có thì thục hàng cá ngát được 2 con các bạn. À, 3 con các bạn. 3 con mình làm 2 con. Chơi cái đầu ra luôn đi. Bữa giờ bữa nay tới cá hai luôn. Cá luôn. Cái tội không có chén ăn cá giờ đã. Cá luôn. Ừ. Có 2 chiếc ngoài đó, nãy giờ người ta cũng đang mò cá ngát các bạn. Nãy giờ người ta bắt cũng 5 6 con rồi đó nha. Ừ. Nãy con chiếc mò giờ 2 chiếc luôn rồi. Ừ. Người ta mò sát sát mé ha. Ừ. Đây, giờ mấy anh em chuẩn bị ăn cơm thôi. Cũng đi dằn lưới cặp theo bờ gặp giá dằn kiếm ký hay ký cá chạy về các bạn. Ở cuộc đi vòng vòng hoài không có lỡ ra tốn số phí rồi thôi, sợ chạy xuống tới dưới này luôn. Chạy này luôn. Đó ra tới đó đâu xuống đây đâu ha. Xuống đây đâu. Cá luôn. Trời có cá mắm rồi ăn cơm chứ. Kiếm mít cá đói nó bên chùa ăn cơm mà cuộc không có rồi. Tràn xuống tới dưới này. Xem hỏi mà hai ba vô lưới người ta muốn có. Giờ muốn có cái đó phải chạy xuống tới Sổ Wow với Sổ Wow. Mấy cái điểm mà hồi đó mình đi ra lớn cái tốt với thứ bảy các bạn. Sổ Wow đó thì có. Xuống tới với Gò Ghe luôn ha. Ừ. Hai điểm đó là Sổ Wow là có à. Sổ Wow có. Sổ Wow sẽ nhạo. Đồng hang nữa. Đem cũng 4 đôi đũa cho rồi. Thôi. Đũa thì đem tới 4 đôi luôn ha. Dư luôn. Dư. Lúc nào cũng 4 đôi mà. Chán thì không có luôn. Chén đợt này có chén nè. Chén giữ rồi. Chén giữ rồi. Thông cũng xin mời cô chú anh chị các bạn luôn nha. Dùng cơm với ba anh em. Bữa cơm xin mời cô chú anh chị các bạn dùng cơm ăn đây. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với ba anh em nha. Nhưng mà cậu bữa nay ăn ăn nồi luôn đi. Giờ giá nãy giờ. Giá là cậu thông cảm mà. Thông cảm bữa nay. Nay không có chén ăn cơm. Chán dữ lắm rồi nha. Một xíu chán, xíu chán à. Cá mới bắt lên là nó canh chua liền. Ăn tới luôn. Tươi ngon. Hải sản tươi sống. Nghe cho thị sản. Cảnh quắc nè. Cảnh quắc nè, dắp đi miếng. Quánh cà dưa qua dưa qua dưa. Nãy ăn cơm nhiều quá ta. Nãy giờ cũng không chán à. Đứng nào cái này lên đô hả? Hai chén, ba chén. Ờ. Bữa nay cũng ăn hết hai chén à. Hay về khoe vợ luôn là ăn nhiều. 4 chén mà chưa no. Tóc, tóc giờ chiều cái vợ nấu cơm hơi nhiều chút bây giờ. Bỏ, ăn ra, hết bỏ. Rồi. Anh em cũng mới ăn cơm xong các bạn ơi. Ăn cơm bằng chén mũ.
Lâu lâu có sai sót nha các bạn. Mấy chiếc trước quên đũa rồi, chặt đũa rồi được. Chiếc này quên chén quá nặng. Quá nặng. Đây quên đũa là ở đây quên đũa cũng hơi đuối á. Vô trong mé bằng đó có rồi. Chặt cây được. Cây nó dễ. Sớm đi có khúc tre rồi. Rồi mấy anh em cũng ăn cơm rồi. Chắc nghỉ ngơi tí xíu rồi chạy về nha các bạn. Chạy về dài về mình mò thêm mít cá nữa các bạn. Coi có hàng cá ngát mấy anh em mò kiếm mít nữa. Có cá đem về sẵn xuống tới đây rồi, tính không có đi xuống tới dưới này các bạn. Tính là ra dằn lưới cá đói thôi mà không có rồi, mấy anh em bường xuống dưới này luôn. Rồi bây giờ nằm nghỉ ngơi tí xíu, bây giờ mấy anh em sẽ xuống mò cá nha các bạn. Mò theo cái hướng này mình đi dài về, mò xích lên trên đó xong rồi mình chạy về luôn các bạn ơi. Để chiều nước lớn đóng cống rồi vô chạy vô không được à. Bây giờ mấy anh em xuất phát đi. Mò lấy dài rồi chạy về luôn. Có không có cũng chạy về các bạn ơi. Để chiều nước lớn cái là ở ngoài này luôn á. Không có đem bụng mà theo nữa là no luôn. Hết gạo luôn nha. Hết gạo luôn. Hết gạo đó. Hang qua đó đó. Anh em mới đụng hang nha các bạn. Mới đụng cá đó. Cá mới thò đầu đầu lên đụng đó. Đụng hang có cá nha các bạn. Đập vào nó này đập, đập, đập đụng đầu nữa. Cái môi sình ra kìa. Con không biết bự không? Thôi con này bự ạ. Con này bự hơn nửa ký rồi. Ôi con à. Con à. Con à. Con bự. Bạn dò lại đây cái. Con à. Hay trời quá luôn. Thằng bên kia con kìa. Này hơn nửa ký. Con lành à. Bự hơn mấy con này. Bự thôi. Con này hơn nửa ký rồi. Cái con này nhỏ. Cho nó miếng nước. Bỏ vô con nhảy quá nhảy. Ai, đi. Trên đó hai gia người ta đang mò. Nãy giờ hai gia đã mò cũng nhiều ạ. Lúc sớm mấy anh em ăn cơm đã mò ngang. Đây hai gia này người ta mò nãy giờ cũng nhiều các bạn. Thấy người ta cũng dính lì lẹ luôn. Đụng hang hoài. Người này mấy người dân ở đây. Ngoài đất mà trong ấy. Đây đụng hang đấy các bạn. Không biết có không à. Đụng qua đây. Nó chặn hai hang rồi. Hang nó chứ đi tới giật quá. Bốn miệng. Cá chạy lên đụng nguyên. Nó kẹp. Xoay xoay lên đụng cá. Đáng mà hai bên ừ, có gì vậy? Hai bên hơi xịn. Cá gì vậy? Mới giật nước đó phải cao. Ta đâu. Cho hai hang rồi chạy. Để hai hang rồi. Để đâu? Bây giờ chạy đâu vậy? Đi giật đi. Hai hang
hang nữa rồi. Đi về đó có hang nữa nè. Đi đâu vậy? Đó là hang này có cá nè. Hang về có cá nè. Anh một bông phải không? Xuống lại bắt mày luôn. Hai con luôn. Mày không phải bẫy đâu, không phải được cái đâu. Chỉ là còn cái đó. Chỗ hai là cậu chọn vô đây nha. Chỉ để em sẵn vậy. Càng nhiều càng tốt. Hai vô cặp nữa sao? Rồi, nhiều tốt thì đang chỗ đây hang rồi. Giật mình cắt bỏ bớt. Về cắt nó tới đây được rồi. Đó, mày buộc ngay đó đi, buộc ngay đó lấy kéo cắt luôn. Nước cạn mà đâu có sâu đâu. Rồi bỏ lên đó đó. Rồi chỗ đó là được rồi. Hàng về 4-5 ngách rồi. Hàng chờ bá lửa. Cái dầm nè, cái giò mà chặn không hết nữa. Ông ơi, ừ, đã dắt chưa? Chưa. Cái này mà nói gì? Không biết nữa, quá trời cái vùng bên này bây giờ chưa khắc định được chỗ nằm hướng nào. Giờ cái này không có cái vật nào dính với cái vật nào nè. Bây giờ đồng binh đang chà bá nợ đây nè. Chịu đi, chịu đi, đừng có đập vô vùng binh. Gánh hết cái giò luôn. Cho nó ấy xong cái vùng binh này cái đi, hôm qua chặn vùng binh đó lớn quá để nó chạy rồi. Nào vô cá khủng chổng. Đây chịu đi, chịu đi. Em qua. Chặn tới đó đi, đi coi còn ngách không. Giáp không? Đang. Hả? Giáp không? Học trước vùng binh đâu giáp nữa. Giờ ở cái ngoài biển ngoài thì giáp. Ờ, chặn ngoài đi. Còn vô cái vùng binh này thì giáp. Vùng binh sao giáp nổi, vùng binh ít gì cũng bằng cái thúng. Có à. Trời ơi, hang rồi. Gì nữa rồi? Hang. Đi đâu nhiều hang nhiều ngách dưới trời nãy giờ. Miếng dán nó chặn cái hang còn không bích nữa mà. Bên đây làm như con cá vậy nè. Chặn bên đó đi Lan ơi. Lấy dầm chặn bên đó lại đi. Chặn vừa hả? Lấy miếng dán nữa mới được thôi. Miếng dán nữa, dán đầu miếng nữa. Hang này bự quá. Lấy cái dầm này đi. Hả? Lấy cái dầm này đi. Ở đây chặn bển đưa cái dầm đó cho nó đang. Ừ, đưa cái dầm đó em. Không biết có hang chỗ lên không mà sao ngại ngại đi lên chạy. Hang này chỗ lên ổn lắm á. Chỉ là hai hang rồi đó quý. Hai hàng riêng luôn á. Rồi, anh em
hồi dài về hút được ba con nữa nha các bạn, ba con nữa. Nãy có cái hang quá trời bự luôn rồi, và chặn ngách không hết, 4-5 ngách đó rồi nó giọt ra, chứ thôi hang đó nữa là ngon luôn rồi. Bây giờ mấy em chạy về về nha các bạn, để nước lớn vô cống không được. Rồi anh em về tới nhà các bạn, thành quả còn được 4 cái ngát hả? 4 cái ngát. Cũng về mình thục được 3 con nữa nha các bạn. Này em bán cá đói gần sáng. Con đít, con kinh tích. Đổ ra cái thau. Cái cá ngát. Cái cá cũng nhỏ nhỏ không các bạn? Thấy mấy anh kia anh thục cũng cá con không, nó có lớn. À, đi ba cá đói. Chuyến đi dân cá đói của mấy anh em. Ba chục con. Thất bại nha các bạn. Cá đói không có rồi mấy anh em quay qua thục hàng cá ngát. Cá nhỏ nhất trơn mà cá lớn có. Mua đặt tập tích có. Đặt tích ngoài. Thôi vậy cũng thành công rồi. Còn cơm ơi. Xíu nữa không có đồ ăn rồi chứ. Mà có đồ ăn chút xíu không có chén ăn luôn. Không có chén ăn. Rồi, video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.